tay thật nồng nhiệt thưa quý vị. Thưa quý vị, còn ít ngày nữa chúng ta tới Tết thôi. Nếu mà quý vị chúng ta muốn ăn Tết vui vẻ thì chúng ta không nên về nhà làm theo dưới mọi hình thức. Sẽ rất rất nguy hiểm tới tính mạng của mình. Sự gia dấu nghệ sĩ Bảo Cường sẽ dùng đôi mí mắt có mùng của mình
nhớ cái đêm này ra khỏi tâm văn. Cái đêm này hôm nay quý vị khán giả chúng ta có thể thấy là rất là chắc. Tay thường chúng ta nhổ còn rất là khó khăn. Các chị ơi, đừng cho các cháu lên sân khấu chị ơi.